Nhưng và thứ bảy tiểu linh sẽ cùng ở đây để hướng về cái tiếng hát để quán đi hơn nhân kỷ niệm một phần nào đó nhân kỷ niệm một phần nào đó. Dạ, kính thưa quý vị, nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Tiểu Linh, và cái nhạc thì em cũng có chia sẻ với mọi người là đây là cái cùng đó, cái bài hát từ hồi xưa là cô hát chung với lại anh Nam. Bây giờ hôm nay anh Nam không còn nữa, anh Nam trong đó là người chúng ta, thì cô sẽ em không yêu của anh Nam. Đây là bài hát anh Bảy luôn ạ, là anh Nam là chị Sáu, anh Bảy. Xin mời quý vị cùng chào đón nghệ sĩ của người nghệ sĩ Tiểu Linh. Mà nó chẳng là
Thank you.